Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết Thanh Hóa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thời tiết tại khu vực Thanh Hóa trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt trung bình từ 25 cho đến 31 độ, độ ẩm trung bình 58%. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết các khu vực. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 cho đến 37 độ, độ ẩm trung bình 75%. Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lạc, Cầm Thủy, Thạch Thành, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 cho đến 32 độ, độ ẩm trung bình 64%. Khu vực Như Xuân, Như Thanh, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 cho đến 33 độ, độ ẩm trung bình 50%. Khu vực Triệu Sơn, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Yên Định và Thiệu Hóa, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 cho đến 33 độ, độ ẩm trung bình 53%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương và Nông Cống, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 cho đến 32 độ, độ ẩm trung bình 57%. Thị xã Bỉm Sơn, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 25 cho đến 32 độ, độ ẩm trung bình 58%. Thành phố Sầm Sơn, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trung bình từ 26 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 74%. Thị xã Nghi Sơn, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 63%. Thành phố Thanh Hóa, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 25 cho đến 31 độ, độ ẩm trung bình 58%. Vâng, bản tin dự báo thời tiết tới đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.